Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt đâu ạ? Đây là một sự kiện của Yamaha vừa được ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới theo Yamaha nói thôi. Và hầu như trên livestream của mình là 600 mấy người coi, nhưng mà lại gọi là khá là thất vọng. Anh em đang đợi chờ một cái siêu phẩm khác, đó là chiếc Yamaha Exciter 135. Thì hôm nay tổng hợp nhanh sơ về nhẹ chiếc xe này để coi nó có những gì khác biệt so với chiếc 155 VBA phiên bản cũ, và cập nhật cho các bạn một tí thông tin về giá bán của con này nữa. Đấy, thì về màu sắc nha, mình đánh giá về màu sắc của dòng xe Yamaha Exciter 135 VBA, 155 VBA này á, thì Yamaha đã làm rất tốt về thiết kế về màu sắc. Màu sắc thì mình có thể để trên màn hình cho các bạn xem. Thực tế ngoài thì do là xe đang chạy thử rất là nhiều nên là không thể nào quay cho các bạn xem kỹ được những màu sắc đó ha. Thì nó sẽ có những cái màu gì mình thích nhất, ví dụ như màu trắng này. Màu trắng mà lên mâm vàng đồng thì cực kỳ đẹp, mà không có gì phải bàn cãi, không gì phải chơi hết. Thứ hai là màu xanh. Màu xanh mà dạng như xanh hơi min đó các bạn hả? Mà nó xanh dương mà nó hơi min tí đó. Rồi màu đỏ candy nè. Rồi rất là nhiều màu sắc. Mình phải nói là lần này Yamaha cho ra mắt đâu đó khoảng tầm là 10 màu sắc, trong đó là có 4 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có mức giá khoảng 48 triệu. Phiên bản cao cấp đó, thì mình giờ mình không có nhớ nổi giá, mình phải lấy giấy mình đọc cho các bạn coi nè. Đó, thì phiên bản cao cấp ha. Đây, phiên bản cao cấp thì là 51 triệu, phiên bản ABS là 54 triệu, thì phiên bản ABS này nó sẽ có tới tận là 5 màu sắc. Rồi, phiên bản giới hạn là màu xanh Monster là 55 triệu, và ngày dự kiến để cho sản phẩm này giao hàng cho tới những cái đại lý là 20 tháng 9 nha các bạn ha, 20 tháng 9. Rồi, bây giờ lên cho các bạn xem tí xíu nè. Đầu đèn này nọ tất cả mọi thứ đó nè, không có nhiều sự thay đổi đâu, nó chỉ thay đổi cái phần mặt này thôi các bạn. Phần mặt này thôi ha, khe hút gió nọ kiểu nè, đó. Chiếc Exciter 155 VBA này á, các bạn biết tại sao mà nó không ra 135 không? Tại vì như mình đã nói với bạn những clip trước rồi, hàng tồn nó còn khá là nhiều nên nó phải thiết kế lại, tinh chỉnh lại theo cái form cũ. Còn nếu mà thay đổi luôn cái dàn thiết kế đầu đèn á thì nó rất là khó cho những cái hàng còn tồn đó. Và nếu mà ra mắt 135 chắc chắn luôn là thằng này khai tử luôn tại vì khách hàng đang quá quan tâm về 135 phân khối mà, đúng không? Con này thì bình xăng nó là 5,4 lít, và về động cơ thì nó được tinh chỉnh lại thêm được một xíu. Phiên bản cũ là 17,7 mã lực, còn phiên bản mới này là 17,9 mã lực, không có bao nhiêu hết á. Rồi trang bị thêm gì ạ? Cũng nghe theo mấy bạn nói là Honda thì nghe theo cái gọi là đánh giá của người tiêu dùng, đúng không? Nghe theo ý kiến người tiêu dùng, nhưng mà Yamaha cũng nghe theo, là đã trang bị cho các bạn cái phanh ABS rồi, đã trang bị cho các bạn phanh ABS. Thì ABS này cái đĩa mình cảm quan nha, thì cái đĩa của nó lớn hơn cái đĩa của thằng Winner. Mình cảm quan nhìn trực tiếp ở ngoài đây, đĩa lớn hơn nha các bạn. Đó, và có dòng ABS riêng. Và điều đặc biệt trên con này thì cái phần ABS của nó là 2 piston. So với những dòng xe khác á, thì đều là 1 piston, nhưng còn riêng con này là 2 piston. Nó giúp cho cái phần ABS thắng nó an toàn hơn. Như hồi nãy phần trả lời câu hỏi của báo chí này nọ kiểu, thì có một anh hỏi là cũng sử dụng cái dòng xe ABS của một cái hãng xe khác không tiện nó ra, nhưng mà cảm quan, cảm giác chạy, cảm giác sử dụng ABS của nó không có được gọi là tốt. Đấy, nó vẫn là chưa là tốt. Thì ở trên đây sau một tí nữa mình sẽ chạy thử và mình sẽ trải nghiệm thử cái phần ABS 2 piston này của nó như thế nào. 2 piston chứ phải 2 kênh nha mấy bạn. Đấy, trải nghiệm thử nó xem như thế nào ha. Rồi, mâm thì lần này làm rất đẹp nha, kiểu như sơn màu vàng đồng nè, và những cái mâm sơn ở đây á, là mình cảm quan là nó đẹp giống như những cái thị trường Indo, là những chiếc mệt kinh á, mâm sơn rất là đẹp. À, rồi mặt nạ thì cũng sẽ đẹp hơn, góc cạnh hơn, xinh xắn hơn các bạn, hầm hố hơn. Nói chung là cảm giác của mình về dòng xe 155 này lần này tuy là không thay đổi nhiều, nhưng mà không phải mình khen Yamaha hay mình định Yamaha, nhưng mà thật sự là nhìn những cái màu sơn Yamaha làm rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, heo ở phía sau là vẫn là heo 1 bit ha, vẫn là phanh đĩa và heo 1 bit luôn. Yên thì vẫn mỏng như thế này thôi. Để coi còn là gì nói không ta. Thật sự là bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Về phần nút á, thì mình sẽ cho có nút 2 da nè, rồi tắt động cơ nè, rồi bắt xin này nọ kiểu ha. Đấy, ở đây một cái phần cải tiến này, nếu mà mình nghĩ Yamaha cải tiến thêm một tí xíu về cái phần gọi là cổng sạc chỗ này, thay vì để cái cổng tẩu hút như thế này thì bây giờ mình phải thân tiến hơn tí xíu, mình dùng cổng USB Type A. Và nếu như mà muốn hơn được cái người bạn đối thủ của mình phải có USB Type C ở đây thì nó rất là ok hơn, đúng không? Chứ ai đâu mà để sạc tẩu hút chỗ này rồi ghim thêm cái cục tròn vô nữa, rất rất là
bất tiện, nhưng đổi lại vẫn anh em đổ thuốc á, anh Duy mới đổ xe đổ thuốc vô á, đổ mà để đốt thuốc á, chạy xe trên đường vẫn đốt vẫn hút được đó. Rồi về phần cốp nha, mở cốp cho thử coi. Đây xe thì Exciter này á, nó sẽ là chìa khóa smart key và nó sẽ có một cái chìa khóa riêng như thế này để cho mình mở cái cốp xe ra. Thay vì ở bên Honda thì người ta sẽ có một cái que màu đen bên này như thế này, còn đây thì Honda Yamaha họ sẽ có hai cái chìa khóa riêng như thế này để các bạn mở ra. Và trên chìa trên cái này ở khóa smart key của thằng Yamaha là cũng vậy, ở của hãng cũng vậy, nó sẽ có cái mã số chỗ này để khi mà các bạn mà mất chìa khóa xe hay là bỏ quên cái remote này ở đâu á thì các bạn có thể dùng cái mật khẩu này các bạn kích hoạt được cái ổ khóa smart key trên đây để các bạn chạy xe về. Ok ha, cái clip đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn sử dụng cái phần nhập mật khẩu trên xe này sau nha. Rồi giá đó rồi, phiên bản đó rồi. Vậy thì về cái phần mà Exciter 135 LC thì nãy tính hỏi mà chưa hỏi kịp, hết thời gian mất tiêu rồi. Thì bây giờ á, thị trường ở bên Malay họ có rất là nhiều dòng hàng 135 LC. Cửa hàng của mình sẽ nhập về cho các bạn. Nếu như mức giá khoảng tầm 55 tới 60 triệu một chiếc Yamaha Exciter 135 LC thì các bạn có dám bỏ tiền ra mua không? Nếu có thì hãy để lại comment phía bên dưới, mình sẽ chắc chắn nhập hàng cho các bạn. Mà tôi nhập hàng về mà mấy bạn không mua nha là các bạn chết với tôi. Đấy. Rồi, nói chung là sơ sơ tổng quan như thế này thôi. Không có gì thay đổi khác nhiều ngoài việc mình cảm quan được là màu sắc, kiểu dáng của nó, màu sắc đẹp nhất, nói chung là màu sắc đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ chạy thử coi, chạy thử sao ha. Màu quá mình sẽ xin mua, giờ chạy thử coi sao. Đây cho các bạn xem ha, đây là màu xanh. Đó, màu xanh này mình nói giống tự tự như màu xanh min á, nhìn khá là đẹp luôn, màu xanh phối màu bạc mà nhấn mạnh về cái màu vàng đồng ở đây, cực kỳ đẹp. Trên cái này là phiên bản phanh thường nha các bạn, phanh thường ha. Thì trên cái này con heo của nó sẽ là heo màu vàng. Đấy, heo của nó là heo màu vàng trước sau đâu màu vàng hết. Và trên xe thì được dán thêm cái phần tem Exciter 100 Exciter màu xanh như thế này, nổi bật hơn. À đây là con RC, phiên bản RC. Tiếp theo mình sẽ có bên đây là phiên bản màu đen vàng đồng cho các bạn xem. Đấy. Con này thì là đen, vừa đen bóng mà vừa đen nhám luôn. À, trên đây là đen nhám nè, đây đen bóng nè. Đó, con này là 115 màu vàng, đen vàng đồng. Mức tiêu hao nhiên liệu của những mẫu xe 155 này á là 1,99 lít trên 100 cây. Thông số cũng vẫn y như vậy. Tiếp theo là cái màu mà mình thấy là khá là thích luôn, lạ cực kỳ luôn. Đây là cái màu đen bóng nhưng mà lại phối với màu nâu cà phê sữa nha. Đấy, con này thì mức tiêu hao nhiên liệu đối với phiên bản này là CBS thì tiêu hao nhiên liệu 1,99 lít thôi, còn ABS là 1,91, còn IBS là 1,99. Đấy, con màu mày rất là đấy. Cameraman có thể cận cảnh giúp em tí xíu chỗ này cho người ta có thể nhìn được cái phần nó nước sơn nè. Con này nhìn màu kiểu nhưng mà nhìn lạ thiệt á, nhưng mà kiểu như mình cảm giác là phù hợp với cái anh hơi đứng tuổi tí xíu. Còn đây là màu xanh GB, màu xanh truyền thống rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào để chạy thử ở trong cái khu vực này xem được là cái phần ABS của nó như thế nào, cảm quan về ABS hai piston nó là như thế nào. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ chạy thử nha.